ở Hà Nội đã lâu vậy bạn đã từng thử đồ ăn ở khách sạn 5 sao, ngồi quán cà phê view hồ hay là trải nghiệm một đêm ở khách sạn với giá 155 đô sẽ như thế nào? Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đến Pan Pacific ở số 1 Thanh Niên và hãy cùng mình là một người có tiền trải nghiệm ở đây trong một ngày. À thì hôm nay cũng mang tiếng được đi khách sạn đấy nhưng mà hơi phè. Ý mình là phong cách ăn mặc của mình nó hơi phè nhá. Tại vì sau khi bước vào cửa thì mình thấy mọi người ăn mặc khá là lịch sự và sang trọng ấy. Khi lên tới sảnh tầng 1 thì sẽ có chỗ để cho mọi người check in. Bình thường thì trong mindset của mọi người hay là của mình đều nghĩ là khi đến khách sạn 5 sao thì đồ ăn sẽ đắt đỏ. Nhưng không, giá buffet hải sản buổi trưa ở đây chỉ có 600 k buổi tối thì là 800 còn nếu mà ăn thêm tô hùm như bọn mình thì là thêm 300 một người nữa chưa nói về giá cả và chất lượng thì phục vụ ở đây phải gọi là khiến mình trở thành thượng đế luôn rồi tiếp theo về phần không gian thì khá là lưu diêu rất là phù hợp để hẹn hò tại vì không gian yên tĩnh mà ở đây mình thấy chủ yếu là phục vụ khách tây từ nhân viên cho đến quản lý đều siêu cấp nhiệt tình người ta bảo là hãy cứ sống giả vờ cho đến khi bạn có được nó nghĩa là gì à là mình cứ giả vờ làm người giàu một ngày đi rồi sẽ có ngày vũ trụ gửi đến bạn sự giàu có ngoài quầy live có các loại hải sản sushi sashimi thì có cả quầy dành cho mọi người thích ăn nướng mình chỉ việc lấy đồ rồi nhân viên sẽ tự làm cho mình và một điểm đặc biệt mà mình phải khen ở đây đó là refill đồ rất nhanh kiểu sẽ không bao giờ để quầy lai trống ấy từ các món tây âu á nhật hay là việt thì mọi người cũng có thể lựa chọn ở đây theo cái phong cách hay đi ăn của bọn mình thì bọn mình sẽ lấy khá là nhiều đồ kiểu như là mỗi món một ít ý để vừa trải nghiệm được nhiều món hơn và khám phá được nhiều hơn ở đây có cả phở hà nội này vịt quay này rồi rất nhiều các loại bánh ngọt nữa bây giờ thì cùng mình vào mâm nhá rất là khen bởi vì đồ hải sản ở đây tươi ngọt mà vẫn giữ được độ giòn của thi. ví dụ như nửa bé tôm hùm này là thêm ba trăm k một người này hay chà trà phải nói là nó giòn nó ngọt nó thơm nó béo nó ngậy gì đâu ý đúng là mùi tiền ở trong set này thì đã có buffet tối và một ly cocktail trên tầng 20 thì đó là việc của tối đêm còn bây giờ thì bọn mình ăn nốt tráng miệng để đi lên phòng nhá chào mừng mọi người tới với kỷ nguyên vô tận nơi mà mình đang sống như những người có tiền chỉ một đêm thôi có giá là 155 đô thật ra thì mình không quen với cái sự nhẹ nhàng hào nhoáng này đâu nhưng mà vì dòng đời xô đẩy nên là tới đây đã tới rồi nhận phòng rồi thì làm gì đã à đi khám phá nhá ở đây cũng có giường có đệm có đèn có rèm y như ở nhà mình ý mọi người ạ có ghế có bàn có gối có tủ quần áo có máy sấy có lò vi sóng có cả bàn làm việc wow có cả nhà vệ sinh nữa nè có bồn tắm có khăn tắm có dây có nước có lọ có chai có cả bồn cầu mọi người thấy không ạ à? có tất cả nhưng mà có được mình chỉ mỗi một đêm đấy thấy không bây giờ người ta về ngẫm ra một cái câu là không có cái gì là hoàn hảo cả khám phá xong rồi thì mình xin được đánh dấu một tí có mây mây đã ở đây nha buổi chiều đến thì mọi người sẽ được ngắm hoàng hôn view hồ tây triệu đô đỉnh thực sự chưa ạ à?